Thống kê tại Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây, bệnh viện ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ, hay còn gọi là viêm kết mạc, đến khám. Riêng tuần vừa qua là 800 ca. Ngày 14 tháng 9, theo Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hải Nam, tổng số ca đau mắt đỏ tại thành phố ghi nhận trong ngày 13 tháng 9 là 3.840 ca, trong đó 2.238 ca trẻ em dưới 16 tuổi. Số trường hợp đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố tăng cao so với các năm gần đây. Còn theo Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.300 ca đau mắt đỏ. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Nha Trang, tháng 8 vừa qua, bệnh viện ghi nhận 1.472 ca mắt. Phó giáo sư Phạm Ngọc Đông, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, đau mắt đỏ là bệnh lây qua đường tiếp xúc tay, mắt. Vì vậy, người bệnh khi bị đau mắt đỏ thì vệ sinh tay là rất quan trọng. Các bác sĩ khuyến cáo khi bị đau mắt đỏ, người bệnh thực hiện việc vệ sinh mắt, cách ly với người nhà, cho học sinh nghỉ học, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó nên cho mắt nghỉ ngơi, nhắm mắt, nhìn xa, không xem các phương tiện điện tử.